Ơi gì à chị? Ai? Cái gì? No! Ai? Ai? Mày gì? Cái gì? À! Xanh giống mình không lẽ là nhuộm tóc không, ủa vậy con nít không có nhuộm tóc. Quay quay đi chơi đi nè quay ơi. Trời bây giờ ba mà không nhận con là con mét nha, con đồn cả xóm. Ủa vậy con chào ba, chú ba. Con chào chú. Chào cháu. Con là ba, con của Huy hả? Dạ đúng rồi, con là con của ba Huy. Trời ghê chưa, ghê chưa. Ai ông ăn cơm trước kẽm không? No God please no. No. Ăn cơm kẽm luôn chứ. Tao không ăn cơm, tao chỉ ăn cơm chó. Ơi, chú ơi ba của con không, alo. Mẹ của con không phải tên Abby. Cái gì? À, ông bắt cá hai tay không? Ê, quên nãy giờ tên con là tên gì? Tên của con là Bi. Bi. Bi, người ta kêu con là Bi. Bi. Không có nấp hay không? Trời ơi. Người ta kêu con là Bi nấp thì tên giống ba đó. Ủa? Đi đồn cho cái làng biết mới được. Ê, quay. Mày hay là cầm gì không? Sao? Nè, tao muốn nói gì đâu nha. Tiền tự nhiên rớt xuống rồi. Tiền tự nhiên rớt xuống rồi. Lấy tiền bịt miệng lại. Mấy chị ơi. Hello, dạ. Hôm nay tôi định về làng tôi ghi báo, trời ơi nguyên cái làng ở đây có vụ nuôi cái làng gì đây. Tiền mới rớt nha, tiền mới rớt nha, lấy tiền bịt miệng lại. Ê à rồi ok, thôi tôi về đây. Abby ơi, có chuyện này vui lắm nè Abby ơi. Ê ông có nói chuyện qua không? Ok ông chuyện thôi. Abby ơi, có chuyện vui lắm nè. Ba ơi gì vậy? Tự nhiên mình đúng ra mà mày tới, mày tự xưng mày là con tao gì? Ba không nhận con là không đáng mặt đàn ông gì cả. Vậy thôi. Con làm gì vậy? Con là ai vậy? Trời mẹ ơi, nổi cho gà luôn á. Gì mẹ? Mẹ đâu phải là ba của con đâu. Mẹ không phải là mẹ của con nữa. Đừng xưng mẹ là mẹ nữa. Đi ra khỏi nhà của mẹ đi. Cái chuyện gì vậy? Mày ơi, đâu ra tự nhiên cái cục to trình hình nó đại xuất hiện ở đây vậy? Trời ơi, trời. Mắc cười quá à. Thôi được rồi. Bây giờ đây có cái đồ chơi nè con vô con nhảy đi, nhảy bẻ hai chân alo. Nhảy cái này con không biết chơi. Trời ơi vậy nè, có táo nè con chơi táo, con chơi giống như mấy thằng chú hề á con, mốt làm chú hề được nhiều tiền lắm. Con có cái chỗ đồ chơi búp bê, con là con gái mà. À
con gái hả? Con gái hả? Búp bê hả? À, có cái búp bê gì không ta? Trời, để ba đi kiếm cái búp bê nào không? Này con, tìm búp bê đâu? Búp bê này con, chơi đi con. What the hell? Cái này mà búp bê cái gì trời? Trời ơi, ba nói hả? Đây là búp bê của ba ngày xưa con. Con đặt ở đây ba chỉ cho cách chơi cái búp bê này nè. Đây vợ. Con nè, con dùng hai tay nha, con nhìn thẳng mặt nó xong rồi con. Mày giải cái mặt nó. Đúng rồi, đúng rồi. Mày mẹ lên con, đấm vô cái mặt nó. Đấm vô cái mặt nó. Giải vô mặt nó tát. Búp búp. Cái trò chơi này giống như là kiểu mấy bạn mà ghét ai á, sao mấy bạn để cái hình nộm ở nhà, sao mấy bạn tưởng tượng cái hình nộm đó là đúng rồi con. Con có thể á, lấy cái tờ giấy cái mặt thằng nào á dán vô đây xong rồi đấm tát tát giả má bên trái 5 cái, bên phải 5 cái. Rồi, con sẽ dán mặt của ba lên. Ấy, gì vậy? Không được, không được, không được. Ba dạ. Là phải thương con. Ba không thương dạ. Con là nhà không có phúc nha. Ba đã có búp bê rồi. Đây. Đó, bây giờ á con hãy lấy cái này á, con lấy cái đầu nó con đá như đá cầu đá bóng rổ à lộn à, đá banh á, con đá tung lên vô cái rổ đó cho ba. Đây ồ đâu ba kiếm cái rổ quên mất để đâu rồi, đợi xíu. Đây là con búp bê đó, trời búp bê gì mà kinh dị vậy. Ba có cái rổ cho con à, đó con chỉ cần đá vô cái rổ, đá cái đầu vô cái rổ là coi như là thắng rồi đó. Ok được rồi, bây giờ ba đã đi làm công việc đi, bye bye. Ủa đi đâu chơi vậy nha. Mình ở lại chơi với con búp bê đấy, ghê không nè mọi người. Nó kêu mình chơi bóng rổ bằng cái đầu lâu này nữa. Tôi sẽ đi xuống nó với phòng thí nghiệm đúng không? Nãy tôi nghe nó đi làm việc cái gì đó. Chỗ nào đi xuống. Ê! Hôm nay mình sẽ chế tạo ra một cái con titan siêu khổng lồ luôn. Ghê titan. Ê! Hello bạn. Hello. Đi ra đi lên. Đó làm việc đi lên. Đi lên. Đi lên. Con lên. Đi lên. Ở trên chán đi ra đi, ở trên vui lắm, ở trên có mấy đứa ở trên vui lắm, ở đây không có vui. Sao mày đánh con hoài vậy? Đi lên đi, ở đây không có vui gì, ở đây bay làm gì nè. Không chịu, ở dưới đây à. Ba cũng không chịu, đi bị biểu. Ba cũng coi lên không chịu. Ba cũng không chịu, con đi ra đi ra. Không chịu đâu. Mệt mỏi với hai đứa này ghê. Ba được rồi, đây, ba có cái này hay lắm nè. Hả? Cái gì vậy? Ba có một cái này. Đâu? Siêu đẳng cấp. Siêu đẳng cấp. Đẳng cấp lắm hả? Bùm bùm. Ôi, giật cả bên nè. Ui, chưa, quên thêm mấy cái này vô. Sao bông chỉ với bạn? Ủa, cái này chế sao ta? Ba chỉ cái gì vậy? Ba đang làm một số thứ. Con có thể dừng video được không con? Con có thể dừng video được không con? Editor cạn lời. Đây, để ba chỉ con thế nào là phong độ. À, cái gì vậy? Vui không? Không vui nhưng mà cũng vui á. Đẹp không? Đẹp không, giống đẹp. Con không? Con đẹp không, quá không đẹp. Đẹp. Không, con không đẹp. À lộn, con đây. Đẹp, con đẹp. Đây, có xem đây. Đó, wow. Đó đây là cách chế tạo pháo hoa đó con. Bây giờ á, con hãy cầm cái này cho ba đi. Ờ, đâu. Đây, cầm hết cái này cho ba. Quá trời màu luôn con ơi, cầm hết cho ba đi. Bây giờ con có thể chế tạo tất cả những cái màu mà con muốn. Ôi ơi, con ơi đừng. Đó, nó nổ ra màu xanh xịn chưa? Đẹp quá. Đó, okay, xong chưa, xong chưa? Bắn lên coi, bắn pháo hoa lên coi. Ok. Đó, nè. Wow! Oh my god. Rồi đi lên nhìn bay. Hỏi vậy chế rồi, chỉ cho chế đồ rồi đó. Mày đi lên đi. Ủa, đó, mày đi lên đi. Nè, con thích cái tạo nè, đó. Trời lên con. Nè, ba nói nha. Lên á, con qua nhà, con qua nhà cái thằng đầu đỏ á, con bắn pháo hoa cho nó nổ nhà nó luôn con. Hợp lý không? Con thích chơi. Ai, ba cũng muốn cho nó bể nhà con ơi. Trời ơi, tao không chịu lần rồi mày dám đi ấy. Thôi được rồi, ba còn cách cuối cùng. Khói bắt đầu đã bốc ra rồi. Dừng lại. Mở cái cửa này ra. Đó, con thấy ba đang cầm cái gì không? Wow, cái gì vậy? Ôi, cầu vồng kìa mọi người. Đây là vòng tròn BD. Vòng tròn chế trà tạo giáp 7 màu. Wow, giáp 7 màu. 3 hours later. Trời ơi, mình có được bộ giáp dễ thương quá này mấy bạn. Trời, đúng con rồi. Biết rồi, con biết chế tạo đôi giày với cái nón rồi. Đúng rồi, chế tạo đi con.
Rồi mang lên chết ở đi con. Con sẽ không làm phiền ba nữa, con đi lên đây. Đúng rồi. Các bạn ơi, mình có bộ giáp dễ thương quá nè. Cô Teo á, trời tôi biết hả, chế tạo cái đôi giày với lại cái nón rồi nha. Trời đất ơi, chơi Minecraft lâu mà không biết sao mà được. Trời ơi, để mình nghiên cứu ở dưới đây. Mình sẽ tạm thời không làm phiền nó nữa, mình sẽ tự xử. Rồi mình sẽ chế tạo cái nón nè các bạn, cái nón này. Quay quay. Đó. Quay có nhạo vậy quay. Ủa con làm gì vậy? Nha. Ui. Ui chú có cái cánh đẹp vậy? À ủa con bận cái bộ đồ gì nhìn đẹp vậy? À ba Huy mới chỉ con chế tạo bộ đồ cầu vồng đẹp không chú? Trời ơi đẹp quá, nhưng mà con thích những gì cầu vồng quá không? Đúng rồi. Đẹp. Con còn có cái này nữa nè. Hồi nãy con chế tạo cái này đẹp lắm. Nhưng mà cái kia nó mất rồi. À cái giờ dẹp chú cho con này nè. Hả? Đây. Cái này vui lắm. Đây thấy đẹp không? Ui đẹp, nhiều màu vậy? Nhiều màu lắm. Wow. Ủa cái này là gì đây mọi người? Nó cho mình nhìn thấy giống TNT quá. Nó có gì đó không ổn nè. Nhưng mà thôi coi thử coi. Chú cái đó cái gì vậy? Này chú Tú vẻ này và con muốn thử không? Con muốn thử thế giới này thành cầu vồng không? Muốn. Trời ơi đẹp lắm á. Đây rồi con đặt cái đây. Yeah. Đây con đặt. Đây. Ở đâu? Ở đây phải không? Rồi, đây. Đi về coi mệt mỏi quá. Chăm gì à chị? Ai? No! Ai? Mày chị? Cái gì? Ai? Cao vào. Mày làm cái gì vậy? Oh my god. Mày dậy con tao hư hàng quỷ hay chi kia? Mày đổi giá tới con người á, định mệnh. Mày làm cái gì? Chị! Cứu tao! Quăng cái này thì nó thành cầu vồng luôn. Wow. Ba Huy trời. Ơi Ba Huy. Trời ơi đẹp quá nè. Trời ơi. Anh ơi hả? Mày nghe theo cái thằng mất dạy thằng hư kia xong rồi mày. Nó qua nhà. Qua nhà của mẹ mày luôn rồi. Trời ơi. Sao tự nhiên từ ba cái thành mẹ luôn rồi là sao? Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Mày nhìn cái gì vậy? Ok video clip của mình đến đây là hết rồi nha mọi người nha. Mày đẹp sao vậy?